Mời bạn nam. Rồi, mời các bạn giới thiệu. Bạn nữ giới thiệu trước cho em. À, em xin chào tất cả mọi người có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Thị Ngọc Phượng, em đến từ Bến Tre. Năm nay em 31 tuổi. Em là nhân viên văn phòng. Làm việc ở đâu em? Em làm việc ở Củ Chi ạ. Em ở quận 12. Rồi, mời bạn nam giới thiệu. Em tên là Huỳnh Hoài Minh. À, em sinh năm 1984, quê em ở Trà Vinh. Dạ, và em cũng đến từ Trà Vinh. Dạ, em hiện là giáo viên. Thầy giáo hả? Dạ. Thầy giáo màu sắc quá hả? Anh có thể cho mọi người biết được là thế mạnh của mình gì, thế yếu của mình như thế nào? Nói chung có cái giọng hát cũng tương đối. Cũng tham gia nhiều cái hội thi, hội diễn, văn nghệ. À. Dạ, cũng đi hát phục vụ ở nhiều nơi. Và em thích hát nhạc cách mạng, nhạc thiếu nhi. Còn điểm yếu là gì? Công việc nhà thì em không có thực hiện tốt lắm. Làm công tác xã hội nhiều. Thầy giáo ơi, nhưng mà bây giờ mình quen bạn gái mà hơi ở xa đó, thầy có ngại không? Rồi thầy có cách nào để lên thăm bạn gái ở trên thành phố không? Em thì em không có ngại đi xa. À. À, mà thậm chí em cũng từng xách xe máy, em đi cũng nhiều nơi lắm rồi. Thí dụ như giờ bạn gái mình ở thành phố thì bao lâu mình lên thăm bạn gái mình một lần được? Bây giờ cầu Rạch Miễu, cầu Cổ Chiên rồi xong hết rồi. Cứ lên xe giường nằm, nghỉ một giấc khoảng chừng 3 tiếng rưỡi là tới thành phố Hồ Chí Minh rồi. À. Một tháng 1 đến 2 lần. Vậy được không em? Ít quá chị. Ít quá hả? Trời ơi, anh quá đó. Ngồi hai người bàn bạc với nhau đi. Yeah. Rồi thôi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Dạ, điểm mạnh của em là về tính tình thì em thấy mình là một người vui vẻ hòa đồng, sống có trách nhiệm, sống có nguyên tắc, đúng giờ. Còn về điểm yếu của em thì em là một người hay quên, hơi nóng tính một chút, không có di chuyển xe máy xa được ạ. À, vậy đi xe giường nằm luôn, được không? Dạ được. Em trải qua mấy mối tình rồi? Em thì có một mối tình thôi. Bao lâu kéo rồi? Kéo dài 2 tháng. Vậy là cũng chưa sâu đậm gì dạ, đúng chưa không? Chưa. Hung gì chưa? Đã có hung rồi chứ. Rồi bạn trai, tình trường mình sao em? Dạ em thì chưa hung bao giờ chưa. Chưa có mối tình nào luôn? Dạ mối tình thì có, nhưng mà cũng chỉ dừng lại nói chuyện thôi. Ủa, lý do tại sao bạn ế vậy? Chắc có lẽ là em tập trung công việc nhiều rồi. Nói chung mối quan hệ cũng rộng, thấy bạn này cũng được, bạn kia cũng được, cũng cho qua. Rồi cái người khác người ta cũng thấy cô đó được, cái người ta tới trước. Nói chung là mình chậm và thiếu quyết đoán, thiếu quyết liệt đúng không? Dạ. Rồi bây giờ mình muốn tìm một cô gái như thế nào? Em thích thấp hơn em tí, 1m50 đến 1m60. Rồi. Cân nặng thì khoảng 40 đến 50kg. Nhẹ hơn em tí. Ừ. Tóc dài, nước da thì trắng. Tại vì nước da em trắng. Nước da em trắng hả? Nước da bánh dừa đó. Dạ. Bánh dừa Đại Vinh đó. Rồi, vậy còn em gái, cái tiêu chí mình có khó không? Sao? Em thì có mỗi người lý tưởng à. Giống như anh Linh. Vậy hả? Dạ. Cảm ơn người thì cũng tương đối thôi, vui tính một chút. Rồi. Có công việc ổn định. Anh này bao vui. Đừng có đặt nặng vấn đề về ngoại hình của người bạn gái quá. À, dạ. Dạ, không có đặt nặng. Sống có trách nhiệm và biết quan tâm chia sẻ em một chút. Dạ. Điều gì em không thích ở người bạn trai? Dạ, tính gia trưởng ạ. À. Không hút thuốc. Em hỏi anh thử coi anh có hút thuốc không anh? Thì mình kỵ mùi thuốc lá lắm luôn á. Rồi. Hay quá. Tốt rồi. Có gia trưởng không anh? Mình nói chung mình nghe lời nhiều người lắm. Nghe lời nhiều người mà có nghe lời vợ không? Nghe lời em không? Tất nhiên là nếu như mà là người phụ nữ có cái mối quan hệ với mình thì mình phải lắng nghe. Anh làm cụ thể, anh dạy về môn gì anh? Dạ em dạy môn âm nhạc. Giờ làm một bản nhạc thiếu nhi gì cho nó vui vui xíu rồi. Đúng rồi, thiếu nhi nha. Rồi nếu mà dưới đây vỗ tay nhiều á là anh được lòng rồi đó nha. Xin mời tất cả cùng vỗ tay theo nhịp điệu bài hát ha. Liên khúc thiếu nhi 1, 2, 3. Một sợi rơm vàng là hai sợi vàng rơm. Bà bện chòi to, bà làm chòi nhỏ. Chòi to, bà quét sân to. Ấy con chòi nhỏ, bà để dành 300 là quét nhà, quét nhà. Hai vây xinh xinh, cá vàng bơi trong bể nước, ngồi lên lặn xuống, cá vàng múa tung tăng. Hai vây xinh xinh, sao mà bơi nhanh thế? Cá vàng bắt bò gầy nên đuổi theo rất nhanh. Cá vàng bắt bò gầy cho nước thêm sạch trong. Bà sẽ là cánh chim đưa con đi thật xa. Con của bà rất ngoan vì con là con mẹ.
Con của mẹ rất hiền, con đừng quên con nhé, ba mẹ là quê hương. Hay quá. Dễ nhưng thương. Mà hơi hoang mang. Sao muốn dẻo vậy? Chưa có mối quan tình nào. Rồi đặc biệt là đường cong rất là cong. Đó. Thích phụ nữ không anh? Dạ thích chị. Chắc không? Chắc. Anh đưa lại cái ngón tay anh coi. Tay em dẻo từ nhỏ luôn chị. Tại dạy thiếu nhi mà. Rồi được rồi, anh ngồi xuống đi. Bây giờ mình hỏi. Ủa cái gì? Quá quá. Rồi. Để nguyên đi anh, để nguyên vị trí đó. Nếu mà được thì khi nào anh tiến tới hôn nhân được nè? Nếu mà bên kia gật đầu mà mẹ cũng thấy được nữa là khi nào cưới là tùy bên kia. Rồi có làm dâu không? Muốn làm dâu cũng được, muốn bắt rễ cũng được, muốn ra riêng cũng được. Sao mẹ dễ quá vậy? Hồi lúc trước thì mẹ khó. Sau cả mười mấy năm rồi con trai mẹ không nhúc nhích. Mẹ dễ quá, còn dễ quá mẹ dễ luôn hả? Nhưng mà anh chuẩn bị mọi thứ để chuẩn bị tiến tới hôn nhân chưa? Thì báo cáo chị anh Quyền Linh với các khán giả luôn. Thì tình hình là sẵn sàng. Mà ai đăng ký cho thầy tham gia chương trình này vậy thầy? Coi như là có một cái em học trò, nó là rất là tích cực tham gia cái hoạt động với chỗ công tác đội của em. Thành ra là em nó thấy thầy chắc cũng ế lâu ngày vài tháng quá rồi. Dạ thành ra em nó mạo muội nó đăng ký. À chúc mừng thầy nha, năm nay bữa nay ráng quyết định quyết liệt vô nha. Địa lý hơi xa một chút nhưng ăn thua cái sự quyết tâm của thầy. Không, Thành phố Hồ Chí Minh không xa đâu. Đúng chứ. Rồi nhưng thầy phải nói điều đó tại vì hồi nãy cô nói tháng hai lần cô thấy ít đó. Trời ơi thầy hấp dẫn lắm em. Dạ vậy hả chị? Vui nhà bao vui luôn. Rồi để anh qua coi bên đàn gái coi sao nha. Ồ, dạ chào em gái. Dạ. Bây giờ em cảm giác thầy bên này như thế nào? Em thấy anh ấy là một người vui vẻ. Chút em nhìn em còn vui hơn nữa đó. Dạ. Anh là anh tò mò quá. Nếu về làm dâu ở Trà Vinh được không? Dạ chắc được ạ. Trà Vinh có nhiều món ngon lắm á. Bún nước lèo nè ha, bánh canh bánh có nè, bánh tét trà cuôn nè, bánh dừa gì đó. Anh nghĩ rằng em cũng hơi gầy chút xíu á, nhưng mà nếu mà về Trà Vinh được thầy đây nuôi thì chắc là mập lên, mặt xinh xắn dễ thương hiền lành. Có ghen không hả? Cũng ít ghen ạ. Được á, anh thấy được hợp lý đó. Hôm nay em đi với ai nè? Dạ em đi với chị gái em với những người bạn đồng nghiệp. Chị ruột hả em? Dạ chị ruột. Rồi cho chị gặp. Dạ xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường cùng toàn thể tất cả khán giả trong phim trường. Tôi tên là Nguyễn Thị Ngọc Kiều, là chị gái thứ tư của Út Phượng. Chị thấy là Minh cũng hợp với em. Trong cuộc sống thì không có ai mà tròn vẹn hết. Quan trọng là mình sống, mình biết chia sẻ, mình biết dung hòa. Và ví dụ mỗi người có một cái tôi thì mình chỉnh sửa cái tôi, mình giảm bớt cái tôi của mình. Chị có đôi lời chị Út Phượng và Minh có sự lựa chọn của riêng hai đứa. Rồi, cảm ơn chị. Rồi. Hôm nay bạn Minh đi với ai? Hôm nay là em có cái sự hỗ trợ về tinh thần rất lớn của mẹ em dâu của em. Có đứa học trò nào đăng ký cho thầy không? Dạ có. Thôi, điện khỏe luôn rồi, hồi thổi đi. Chào bác. Dạ, chào bác. Dạ, chào bác. Dạ, xin chào chú Quyền Linh, chào cô Cát Tường. Dạ. Xin chào tất cả quý vị khán giả ở trong khán trường này. Tôi là mẹ của Minh. Cô nhận xét bạn nữ bên đây thì Minh ơi má ok rồi, còn phần con thì con cố gắng thành công nha. Thôi cho gặp học sinh đi. Con học ở trường cũng 4 năm rồi, lúc mà con lên lớp 9 thì thấy thầy bận rộn với công việc nhiều quá. Thầy ở trường có khi là tới 11, 12 giờ đêm gọi là ngủ tại trường luôn mới về. Thầy không có lo cho tới cái hạnh phúc của thầy cho nên là con mới đăng ký cho thầy. Trời con ơi. Điện con hỏi thông tin của thầy mà con nói là em hỏi chơi thôi, không có gì đâu thầy. Coi như bữa nay con thấy cô giáo tương lai sao? Dạ cô rất là dễ thương. Lúc mà cô bước ra là con cũng sao xuyến. Trời ơi con sao xuyến luôn hả? Con mấy bữa nay mà thầy con mà bấm nút cái cô mà mai mốt mà cưới là con công lớn nhất luôn á. Dạ, cô nhớ bấm nút cho thầy coi nha con. Rồi cảm ơn con. Ý kiến người thân rồi ha. Bây học giờ là đến thiên thương quá hai rồi. Bạn rồi bây giờ từ từ nha. Chuẩn bị kỹ nha. Gặp đàn gái trong tư thế chuẩn bị kỹ càng như nãy ha. Trời ơi sắm tuồng lâu quá chú rể ơi. Kéo mà. Rồi bắt đầu.
Mình cũng có món quà tặng bạn nha. Thôi, không phải một món. À. Em có món quà gửi. Dạ, em cảm ơn. Dễ thương quá ha. Còn ở phía trước trái tim của mình đó. Đây, năm hộ tốt nha. Dạ, em cảm ơn anh. Hoàng đứng nguyên, đứng nguyên. Đứng sát vô tôi chụp tấm hình kỷ niệm thôi. Quá dễ thương. Đứng, nắm tay cái rồi, cảm giác đầu tiên thế nào? Đang nắm tay, nắm tay. Nắm tay chứ không có nắm tay. Đúng rồi, nắm đó, nắm gì đó. Hay sao? Cái cảm giác nó cũng hơi vô mốt. Rồi, về vị trí. Ráng nha, ráng tâm sự sao chút được hôn nhau nha thầy. Anh có thời gian rảnh nhiều không? Thời gian rảnh thì tùy lúc. Có những lúc mà phải ở trường tới khuya đó là những lúc mà chuẩn bị những cái hoạt động lớn của trường á. Dạ. Còn lại thì cũng tùy. Cũng có những lúc tranh thủ được. Chị thường anh rảnh lúc nào? Hè. Hè. Hè mới rảnh. Hè mới Tết. Trời ơi. Tết. Thật thà, có sao nói vậy? Đi kiếm người yêu mà hỏi rảnh lúc nào nó hè với Tết. Bây giờ mà có, anh ơi, bây giờ tới ngày mình phải gặp nhau rồi đó nha. Thì lúc đó nó khác, công việc phải gác lại. Hoặc là anh ơi, chị ơi, ở trường á, giúp giùm em cái ngày hôm đó. Hay là chị đẹp giúp giùm em cái bữa đó, trực giùm em hay là coi giùm em cái hoạt động đó một tí. Thì có thể mình cũng sắp xếp được. Mà không lẽ... Ê, mười mấy năm rồi mà mình lên tiếng mình nhờ giúp mà anh chị em đồng nghiệp không giúp. Đúng rồi. Chị đó tên chị đẹp đúng không? Dạ không, tại vì chị đó đẹp thành ra mình gọi là chị đẹp. À rồi, yên tâm để tôi lo vụ chị đẹp đó cho. Cảm nhận lần đầu tiên gặp mặt. Lần đầu gặp mặt mình có mắc cười không? Hỏi kỳ vậy? Em thấy anh là một người vui tính, khá là thân thiện. Anh thấy em sao? Mình thấy Út Phượng dễ thương, cũng vui tính nữa. Nói chung ta nói một nụ cười mùa than thuốc bỏ mà. Ngày cười vài chục nụ được vài chục vài trăm than. Khỏi uống thuốc bỏ. Nhưng mà lúc nào mà cười nhiều quá mà đau dạ dày thì phải uống thuốc chứ gì. Cười mắc mớ gì đau dạ dày. Bây giờ em gái có một cái tiết mục nào tặng thầy không? Nãy thầy hát rồi, chúc thầy hát nữa. Thôi em có một bài thơ tình. Dạ. Bài thơ này em sáng tác rất là lâu rồi. Chờ một phút nha. Để kéo kéo lên đó cho sáng cái mặt đó. Em cũng rồi. Phải cho sáng cái mặt. Đúng rồi. Chứ để bên kia sáng bên đây ít sáng hơn mới kỳ. Ước gì được làm hoàng anh, vai em cô tắm, vai anh thượng hoàng. Thượng hoàng ở tận cung vàng, còn em nguyện ở lòng vàng chờ anh. Thương em anh nói cho rành, đừng để em đợi chờ anh cả đời. Hay đó. Bài thơ có tựa đề là ước gì? Nghe thơ đứt ruột luôn. Làm bài đáp lại đi. Đứng lên hát gần cổ luôn, đứng gần cổ hát luôn. Anh sẽ là dòng sông, để em là biển rộng. Anh sẽ là nắng mai, để em là hoa đỏ. Anh sẽ là lối nhỏ, để em bước vào đời. Hay quá. Rồi. Để tay vào nút bấm đi các bạn. Nút bấm này rất thiêng liêng nha các bạn. Suy nghĩ thật kỹ. Hãy đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Học trò mọi người vui quá trời luôn rồi. Cố gắng. Các bạn chính thức đã hẹn hò với nhau. Chúng ta có thể công khai nắm tay nhau và công khai hôn nhau. Mời anh trai nắm chứ không phải bắt. Bắt thầy cứ quen đi công tác sao bắt tay hoài thầy. À, rồi một nụ hôn đầu tiên sẽ xuất hiện. Con cần phải bỏ nón ra không? Để gì cho nó hấp dẫn luôn.